Trên xe đã đông đủ. Ôi rồi, khách sạn ngàn sao thế này. Ôi rồi, sao đây? Đúng là ngàn sao rồi. Có karaoke. À, tí tha hồ mà hát này. Sẽ hát thật mà. Đấy. Ca sĩ nào hát? Ca sĩ này hát chắc. Ôi, ca sĩ nào đây thì ca sĩ hết. Ồ, ca sĩ hết à? Đấy. Ca sĩ hết. À, thấy Châu hình như bảo muốn ngồi xe này hay sao ấy. Ờ, bảo Châu sang bên này với bạn Huyền. Nó lại còn chưa ăn sáng rồi. Thôi kệ cha nó đi. Cha nó đang quay. Ô, chúng ta chuẩn bị lên đường. Hello, là hôm nay mình đi đâu nhỉ? Hai chị em. Không có gì hết, mình nhà. Đúng rồi, chuẩn. Đây là đường quốc lộ 6 à, từ chỗ ngã ba Trường Cọ, chợ đầu mối cũ. Đây rất là rộng này, đây ngã ba Trường Cọ, rẽ đi đường 6 mới và rẽ đi Thuận Châu Điện Biên. Đền Nàng Han, Nhai Sa La đang đi lên trên. Đền Ninh Sơn Thịnh Từ, công trình giải phóng đang đi bộ lên Đền Nàng Han. Ôi nhìn đẹp nha. Thank you.
có vị Liverpool không? Hay là cả cái bánh mì ốp vào. Alo. Đấy, đây là tượng. Không biết tượng gì không dám nói. Không biết có phải làng Han hay là tượng Phật Bà gì. Rất là cao. Đứng chấn giữ từ trên núi cao nhìn xuống lòng hồ sông Đà. Bà Lọi. Đâu? Ô lên được à? Thế mà mình cứ nghĩ. Đấy, đây là quang cảnh từ trên đền làng Han nhìn xuống lòng hồ sông Đà. Rất nhiều lồng cá đang nuôi ở dưới lòng hồ. Nơi đây có cặp đôi nào mà đang đi yêu đương mà lại đi đến đây lạc vào đây ấy nhỉ? có cặp đôi yêu đương đang hẹn hò à? Không nghịch nhau. Sao lại đầu hàng? Voi đang hẹn hò. Thế đi có thấy lạnh không? Đi xe máy phê phê à? Cái chân 37 độ cộng ao. Sao đấy? Chị ghi vào hình hết đấy. Buồn ngủ à? Hay canh thủ ngủ tí đi. Kìa ngồi đây với bà. Đây là bà Lội. Hát không? Có hát không? Có ông gì. Đấy. Đội này nhá, đi trước nửa tiếng mà giờ mới thấy mặt. Ta cứ mải hát. Mải hát à? Hát kinh quá à. Thế đâu, người đâu rồi vẫn còn chưa thấy. Đang ở dưới kia đi vệ sinh. Úi dồi. Đừng chưa chi chưa đi đã bị Tào Tháo đuổi à mà. Rủ nhau say xe à? Nào, này, xin này. Chào, hello, vẫy tay cái nào. Ôi, thằng voi nó vừa phát kìa chú. Thằng voi nhá, thằng voi bậy bạ là ăn vạ đấy. Nhìn đây. Đây là ba mẹ con nhà Tuấn đúng không? Phu nhân của Tuấn. Lên rồi. Cho đi trước nửa tiếng mà cuối cùng vẫn lên sau. Bây giờ mình lên lái xe không lên à? Thấy xe ở dưới à? Đây, chúng con đi vãn cảnh du lịch Quỳnh Nhai vào ghé thăm đền làng Han. Các con xin thắp nén hương. Con chả có gì, có ít công đức. Nó không xuống được nhỉ? Để đây lại nhon mất. Lấy cái gì cắm nó xuống. Đấy. Đấy, xin sức khỏe, xin gì đi. Học giỏi đi. Sóc lấy một cái, sóc xin một cái đấy, sóc ấy đi. Đấy, sóc cầu nguyện đi, sức khỏe, học giỏi thì xin đi. Mắt không bình thường không có chuyện. Con cầu ước nguyện gì đi. Xong rồi. Đây vào đây thôi. Ok.
rất là chuẩn nhá. Đấy, đúng rồi, cầu mong đội quân trẻ con đông hơn đội quân người lớn. Thế mấy đứa kia nào? Nào được chưa? Cười nào. Nhìn bố cơ mà. Nhìn bố đi. Bản sao của bố. Lại nhớ lại thời cách đây 7 8 năm yêu nhau à? Cũng chục năm à? Năm trước. Trước họ thăm em. Thế à? Trường xít làm thầy giáo cho mày à? Đang đi xuống để tiếp tục đến lòng hồ. Này, rất nhiều nhà trên núi đang xây thêm. Trung Kiên. Cầu Phá Uân. Cầu Phá Uân từ phía xa xa. Wow. Lần đầu tiên con được đi chỗ này. Đến cầu Phá Uân nè, bây giờ là rẽ vào bến du thuyền. Đấy, khu du lịch sinh thái Quỳnh Nhai. Đây là khung cảnh cầu Phá Uân Quỳnh Nhai. Nước hồ rất là trong xanh. Hôm nay thời tiết rất là đẹp luôn. Chết rồi. Chết rồi. Nào vào vào đây để hai đứa dưới 1 mét rồi. Có một màu. Bao giờ nghỉ à? Thảo nào tháo hết rồi, hết kiểu trông là đi đổi giáo à? Đánh nóng phải đi tranh thủ. 15-10 lớn. Không phải đâu. Con không đến chứ. Đây là đang đứng đếm người chuẩn bị lên du thuyền. À, nhìn hai chị em hay đi có vui không? Vui thì có đi chứ. Có. Hai đến hả? Cái này là con khỉ kìa. Hai đôi chim cu. Của em lên hình hơi bị nhiều ấy nhỉ. Con hỉ kìa. Đấy, đây là hỉ. Ấy. Nó sẽ đánh bố đấy nhỉ. À, nhanh này. Một ngón tay đấy là lấy luôn rồi. Cho nó vào đây ít đấy đi. Kéo nó vô vào tay đấy. Ấy sợ. Này này mày chưa được này, con này chưa được, con phải ra đây xem nào. Lắc tay nó ra. Bắt tay nó đi con. Thôi, cho nó ăn nhiều nó đau. Đấy. Đây là du thuyền. Đấy, thuyền to hẳn hoi nè. Đấy, mình đi du thuyền. Lên thuyền đi, chọn chỗ lên trên đây, lên trên cho nó hóng mát. Mọi người để ý con cái bé nhá. Lần đầu tiên đi thuyền á? Đi cái nhỏ nhiều rồi, đi cái to lần đầu tiên.
Mai chưa xuống nhỉ? Đang thanh toán không? Không phải 89. Chọn chỗ đi, vào trong ngồi ghế cũng được. Đấy, trèo lên. Châu bỏ điện thoại đấy nhá. Phao gì trên này? Ôi, mẹ mới thích mặc thì mặc ấy trên này. Mỗi mẹ là buồn nhất. Vâng, một lần nữa thì em xin mời tất cả các anh chị sẽ kiểm đoàn. Ta sẽ bắt đầu di chuyển ngay bây giờ. À, đoàn của mình đủ hết chưa? Đủ rồi, đoàn mình đủ rồi. Cả hai đoàn này đủ đúng không ạ? Anh Hải ơi, xuất phát thôi. Ngày giới thiệu ca sĩ Minh Tuấn, Tim Mai Châu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Xi nhan tàu vào vịnh. Đấy, cái cánh tay của cô này là đang vẫy để cho lái tàu đi theo hướng. Đây cô lái tàu à, chuẩn bị vào vịnh. Khung cảnh lối lùng vĩ. Kình lái chuẩn phết đấy. Các con ơi, từ từ nhé các con. Đừng ơi. Đừng có xuống nha, đứng con yên. Ơi, đi dịch vào đi con ơi. Đã đến đảo Bình Yên. Bình Yên. Đâu voi đâu? Voi nó xuống rồi chứ? Ôi gặp con nữa. Rồi kệ bác Tuyên thôi. Quan trọng là mẹ mày cứ để ý mẹ mày trước nhé. Điểm dừng chân Vịnh Bình Yên xem cá. Ui
rồi, cá không nhận đồng thật, toàn cá mương à. Rất nhiều cá, nước thì trong xanh, tuyệt đẹp như biển luôn. Theo là cứ lang thang toàn đồng liền. Em là kiểu không có kèm hàng xích tay. Đấy. Nà, đứng đấy, đôi nào đi theo đôi đấy, đi đứng ở chữ V đấy. Đôi thấp thì đứng phía trước, đôi cao thì đứng phía sau, hai bên. Bây giờ là chuẩn bị lại tiếp tục lên du thuyền để đến đảo Trái Tim này. Du thuyền lại chuẩn bị tiếp tục hành trình. Sờ cái hoa này vào nó nồng đặc skin quá. Ai sờ vào càng nồng. Ngàn năm lên lối nghe lời sông, ngàn năm nuôi buông muôn nặng nghe tiếng cha, cha sang xưa cao sang đà thượng sơn, vui đầy đàn sông nắng gió miên sáng. Rồi quê xưa em về lại, rừng xanh cao sông tiếp xa như đỏ tươi, kề sát bên nhau người ta ở nồng hương. Ngàn năm bên nôi nghe lời sức buộc, ngàn năm nuôi hương ngàn năm nghe tình cha, cha sông dương ngang sông đà thương gió vấp vui tâm đơn xa. Ngày mắt tình lại buồn ngày khi anh đã cho đoạn sáng môi phai mờ, dù cho đoạn xanh kia mờ, và dù năm tháng vội pha, lẽ nói yêu sầu, nguyện lâu ta mãi bên nhau. Ô thế cả 4 tháng nữa. Đây đang lên lòng hồ Quỳnh Nhai. Đâu là cầu Tháo Quân. Đảo Trái Tim xa xa đang chuẩn bị cập bến. Đấy lái tàu này, nhạc trưởng đang chỉ huy lái tàu. Tí Hà dám đu cái quay giống lần trước nữa không? Ôm vào cột khẩn trương. Úi, chuẩn bị nào. Thôi, cắt chéo. Mạnh rồi. Đấy. Lơ xe này. Mọi người đang xuống thuyền đến đảo Trái Tim. Đây là
giờ là 11:58. Đây là trái tim. Trái tim. Phi ngựa nhún nhảy đi. Ôi, có mày ra ngoài giữa thì không ai cứu mày được đâu. Lên đây không? Có. Ngựa đấy à, đang kiểu cưỡi ngựa. Đây, đây. Châu ơi, có cái vỏ trang gì vậy? Châu thì... Có cái mái chứ. Đấy. Đấy. Bơi thuyền kayak. Mày mà bơi có chết chìm. Hai bố con đang bơi thuyền kayak ở lòng hồ Quỳnh Nhai. Đấy, sóng, sóng nó loạn. Đang bơi thuyền kayak. Cướp biển. Hai cướp biển KDB Quỳnh Nhai đang bơi. Đấy, con bơi con lái đi. Phải bơi bên kia thì nó mới sang ấy được. Đấy, đấy phải bơi bên này. Đấy. Đấy. Con bơi đều hết bên này sang bên kia thì nó sẽ đi thẳng. Đấy, bơi như thế nó sẽ đi thẳng. Hai cướp biển đang bơi một vòng đảo. Làm đéo biết bơi thuyền nhà, cũng phải dân sông nước đéo đâu, chỉ có suối làm đéo có sông. Nếu mà muốn không bị bắn thì mỗi người bơi một bên. Còn nếu mà bơi gặp kiểu kia là nó dội hết vào người đấy. Nhất làm sao được. Chuẩn bị là giờ ăn. Nào hô đi, đấy. Hết luôn nha. Hết đi. Úi giời ơi. Hết rồi. Hôm nay anh định lại yếu hơn Vinh thôi, thế nào nhỉ? Có con rể đi cùng mình ra. Bố có thể chết thế nào, con rể đi ghét nào. Thank you.
chuẩn bị lấy tiền to. Đấy, đang chèo thuyền, đang cho thuyền ra ngoài. Ôi, nhìn. Ngồi xuống đi sóc. Ngồi sát vào nhau. Châu cài vào đi. Châu cài vào. Không nữa. Đau bụng lắm mày. Mày điên à? Thế thôi mày đi xuống. Cài vào. Đau bụng. Cài vào. Không cài nữa. Đến lúc mày rơi xuống nó bay ra thì còn tác dụng gì nữa? Nư chạch kìa. Cái con này nhá, sao lại vặn cho mày thay đồ. Toàn dân sông nước rồi đây. Đi vào đây ạ. Đi vào đây để nơi đỡ sóng, ra ngoài sóng con. Đi vòng ra này đỡ. Thuyền cướp biển đang đi không rõ địa hình. Xem mà cướp được cái gì không? Sóng đánh úp phát đảo Trái Tim, Long Hồ Quỳnh Nhai, con đường đi bộ. Ôi trời ơi. Mình còn chưa chụp ảnh tổng ở đây đấy. Chỗ này chị thử nhắm mắt xem. Hơi ngửa đầu lên. Kiểu đang đi vào một khu rừng rậm ấy. Đấy, tí xuống đoạn kia, đây nhìn cái kiểu như này này, nhìn như đoạn kia nhìn nó kinh hơn. Còn cao nữa. Mệt quá rồi. Nhìn nó vằn vẹo giống như một con. Vằn vẹo giống như một con. Dễ làm thượt lượt. Ướt à? Thủng quần à? Tưởng thủng quần đi. Chụp đi. Khu vực đảo Trái Tim. Từ từ.
Ôi giời, đừng. Đang xem cái gì mà ghê. Cái gì đấy? Cười gì mà sướng nè. Về cho bố này, bố bỏ cái lưng ngay. Từ từ. Bố đi chai mà. Chết quả bố. Gì đấy? Anh cứ đợi nhắn đồ kia nhé. Trường ơi, có điện thoại. Quên rồi.